Xin kính chào toàn thể quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Siêu Xe Cỏ Hải Dương. Và mới nhất trong video ngày hôm nay, em xin được trân trọng và giới thiệu tới anh em một mẫu xe đang có mặt tại cơ sở 2 của bên em, có tại địa chỉ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Một mẫu xe ở cửa tiền chỉ có 395 triệu đồng thôi. Mẫu xe Audi Q5 sản xuất năm 2011 Quattro, nhập khẩu nguyên chiếc của Đức anh em nhé. Máy của chiếc xe này là máy động cơ 2.0, khá là tiết kiệm nhiên liệu anh em ạ. Chạy đường trường chỉ loanh quanh tầm khoảng từ 9 đến 11 lít xăng trên 100 km thôi. Và nếu như quý vị anh chị và các bạn đang cần tìm cho mình một cái mẫu xe xăng gầm cao 5 chỗ thì cái mẫu xe Audi Q5 này là một sự lựa chọn rất là sáng suốt. Đấy, con này là màu xanh ngọc, màu của nó cũng khá là đẹp. Và chiếc xe này thì bên em có cam kết bảo hành, cam kết bằng văn bản cho anh em là xe không đâm đụng, không ngập nước. Về tình trạng máy móc, số má và những chức năng cần thiết trong xe vẫn hoạt động khá tốt. Anh em mua chiếc xe này về là chúng ta cũng chỉ việc đổ xăng và đi thôi, không cần phải bảo dưỡng gì thêm. Đây, xe bên trong nội thất vẫn rất là đẹp, nội thất màu kem. Đó, 395 triệu đồng chúng ta mua được xe gì. Và anh em có thể cân đối nếu như chiếc xe Audi Q5 này có mức giá 395 triệu đồng quay đầu. Đấy, thì mẫu xe này có thể cạnh tranh với rất là nhiều những hãng xe đời cũ. Và thậm chí về chất lượng, về thương hiệu thì chiếc Audi Q5 này vẫn có thể cạnh tranh với rất là nhiều những dòng xe đời mới. Thưa quý vị các bạn, một mẫu xe mà có thể nói là mua mới chủ nhân phải bỏ ra khá nhiều tiền các bác ạ. Đấy, mua mới vài tỷ. Nhưng mà bây giờ cái chất lượng của dòng này nó vẫn còn khá là tốt. Nhưng giá trị gần như là đến bây giờ nó giảm hết cái giá trị khấu hao rồi. Đây, vô lăng này các bác nhìn đẹp chưa? Đó, một mẫu xe khá là sang trọng, lịch sự. Và Audi Quattro đời 2011 là máy của nó là máy nhỏ, nên cái chi phí để nuôi em nó về xăng cộ thì nó cũng rất là ít. Đấy, xe có phanh tay điện tử này, số tự động này, để start top này. Đó, điều hòa auto, túi khí lùng quanh xe luôn. Đấy, bệ tì tay cũng rất là to luôn nhé. 395 triệu giá này thì chúng ta cũng chỉ có thể mua được mấy dòng xe của Đức như BMW X6 đời 2008-09. Hoặc là tầm tiền này anh em có thể mua được những dòng xe Porsche Cayenne đời 2007. Hoặc anh em cũng có thể mua được rất là nhiều những hãng xe cùng phân khúc gầm cao 5 chỗ xe sang khác. Ví dụ như BMW X5 đời 2008-09. Nhưng mà Audi thì nó vẫn có một cái nét đẹp thiết kế, thực sự nó trẻ trung. Và cái form dáng của Audi nó không bị lỗi mốt so với những hãng xe em vừa kể tên. Nhìn nó vẫn rất hiện đại. Đằng sau xe thì dòng này nó rất là rộng, chúng ta có thể ngồi được 3 người ngồi thoải mái, người lớn luôn. Đó, còn đâu là tablo của xe đây. Nó rất là dễ nhìn, nhìn nó rất là hiện đại. Bây giờ các bác muốn có một chiếc Audi đời mới gầm cao 5 chỗ, các bác phải bỏ ra vài tỷ ngay. Thế nhưng mà cũng là ngồi lên một chiếc Audi chạy cảm giác vẫn vậy, vẫn là ngồi lên một mẫu xe sang của Đức. Nhưng mà các bác chỉ cần bỏ ra 395 triệu đồng thôi, các bác mua con này của em, các bác đi đến 5 năm, 7 năm, thậm chí là 10 năm sau thì chúng ta cũng chỉ mất thêm những cái chi phí bảo trì, bảo dưỡng hàng năm. Đấy, ví dụ các bác đi trong một năm mà nó có phát sinh hỏng hóc những cái chi tiết nào đó mà nó quan trọng liên quan đến xe, liên quan đến cơ cấu vận hành của xe thì các bác có thể bảo dưỡng, xử lý, sửa cái phần đó. Đấy, trong năm thì nó chỉ phát sinh những cái phần đó thôi, nó loanh quanh chi phí tầm khoảng nuôi em nó tầm 10 cho đến 20 triệu trên một năm nhé. Nếu như các bác cứ dầu mỡ nước non đủ, không để cho chiếc xe mà phải làm lại đại tu động cơ thì em nghĩ là nuôi con Audi Q5 này nó cũng rất là hợp lý. Cốp sau rất là rộng, cốp sau rất là rộng luôn. Đó, các bạn này, cốp sau rất rộng luôn nhá. Đấy, con này nó là cốp điện luôn, rất là hiện đại. Đây, có cả tấm để chúng ta có thể để những cái chi tiết đồ nhẹ ở phía sau, ngồi bên trong xe vẫn có thể với được. Audi Q5 nhìn nó vẫn là đẳng cấp, nhìn nó vẫn có cái nét đẹp mà sang trọng,
và hoàn toàn không lỗi mốt theo thời gian. Toàn bộ hệ thống cụm đèn hậu đều sử dụng đèn led hết rồi. Năm 2011 nhưng nó đã sử dụng đèn led hết rồi. Bậc bệ lên xuống bác chủ xe cũng lắp thêm rồi nhá. Đấy, nốp náp dày cả già luôn, na răng đúc. Con này về tình trạng sơn si thì không có một vết xước nào cả. Đấy, các bác nào mà ở quanh khu vực quận 12 thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta có thể qua trực tiếp cửa hàng bên em để xem xe. Và alo cho em Minh qua số điện thoại là 0852 555 555 và kết nối em qua số Zalo để em gửi hình ảnh chi tiết và giấy tờ xe. Còn nếu như anh em ở khu vực phía Bắc thì chúng ta có thể đặt cọc, bên em sẽ chuyển xe ra ngoài Bắc nhé. Còn đâu anh em ở quanh khu vực thành phố Hồ Chí Minh có thể qua trực tiếp cửa hàng em để xem xe luôn, chạy thử ngay. Đó. Xe rất đều và đẹp luôn ạ. Không một lỗ nhỏ, keo chỉ như con này là zin 100% hết. Zin 100% luôn. Đấy. Đóng mở cửa rất là chắc chắn. Dòng xe Đức mà. Lúc nào đóng cửa nó cũng có một cái tiếng kêu rất là khác biệt, rất là chắc lịch. Đó. Chưa tìm được một điểm nào có thể chê được em nó, từ nội thất cho đến ngoại thất. Và đặc biệt là cái cốt lõi của xe đó chính là về hệ thống máy móc và hộp số và gầm bệ. Ba cái yếu tố đó bên em cũng kiểm tra rất kỹ rồi. Đấy, về máy là chúng ta mua về là cũng không cần phải bảo dưỡng gì thêm. Gầm bệ cũng vậy và hộp số thì cũng vậy. Mọi chức năng máy số gầm bệ là vẫn còn rất là tốt nhá. Rất ngon luôn. Cái đèn pha ở phần đầu xe này các bác nhìn. Đèn của nó là đèn led rồi. Nhìn rất hiện nhìn rất là hiện đại. Đúng không ạ? Nhìn rất là hiện đại. Đèn led của cái thế hệ form mới của Audi nhìn nó thực sự đẹp. Ai gầm của em nó đây. Những cái dòng xe Đức ấy thì gầm của nó không thể mục mọt được nhá, nó chỉ cũ theo thời gian thôi chứ không thể mục mọt được. Quý vị anh chị và các bạn mà đang quan tâm đến chiếc xe này của em thì có thể nhấc máy lên và alo trực tiếp cho em Minh qua số điện thoại là 0852 555 555 và kết nối em qua số Zalo để em gửi hình ảnh chi tiết anh chị nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video và những mẫu xe tiếp theo.